Ơi, hello anh em. Quá đuối luôn anh em ơi. Làm từ sáng tới giờ rồi, bây giờ phải làm đêm. Để biết gì sao không? Bởi vì gần Tết rồi, anh em nào cũng muốn có xe để đi Tết thì mình phải làm tất bật. Thì hôm nay thì mình có một con xe Z300 để gửi cho một cái anh ở để coi tin nhắn coi, nhiều quá quên rồi. Anh ở đó là anh, để cho mình đọc cái nha. Để coi nha. Đâu rồi ta? Anh ở là đường Đồng Hải, phường Hải Thành, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Là phải gửi con xe này ra Quảng Bình. Và ảnh yêu cầu là mình đứng ủy quyền để cho ảnh đi nha. Tại vì thời gian sau ảnh đổi xe nữa là không cần ký giấy gì hết, chỉ cần chủ xe ủy quyền qua cho mình rồi gửi cà vạt ra cho ảnh thôi. Thì ảnh đi trải nghiệm một thời gian thôi, ảnh chơi mùa Tết thôi. Thì bây giờ mình phải tất bật là mình phải nè, làm rất là nhiều thứ cho ảnh, là phủ nano nè, phủ nhựa nhám nè, thay nhớt nè, thay nước mát nè, rất là nhiều. Rồi bây giờ qua đây làm đêm luôn mấy anh em, là mấy anh em mà làm đêm luôn chứ không phải là mình một mình Minh đâu nha. Bây giờ là em xả nước mát chứ hả? Thì sẵn hướng dẫn anh em thay nước mát của Z300 luôn ha. Đây, mỗi khi mà anh em thay nước mát á thì anh em phải tháo dây áo hai bên ra. Mấy Z300, nhưng mà tốt nhất là đi đến những nơi mà biết chỗ thay người ta thay đi. Đó, thì anh em sẽ mở cái nắp này ra, hiểu không? Đây là cái bình nước chính, còn bên đây là đường nước phụ nè. Anh em muốn cái mà cái tìm mà cái đường nước mát thì anh em tìm theo cái đường ống này nè, thấy không? Đó là thấy chỗ này là biết là có nước mát ở đây. Đó, mình sẽ thay nước mát mới và thay nhớt mới. Còn ở đây là bình nước phụ nằm bên đây. Nói chung là anh em phải tháo hai bên dàn áo ra, tháo hết ra. Đó, đây là bình nước chính nè, đây là bình nước phụ nè. Đó, anh em phải tháo hết ra và thay nước mát của con Z300 này, rất là nhiều nước nha. Cái dòng Kawa nước mát rất là nhiều. Nói chung là mình sử dụng hàng cao cấp cho anh em hết. Làm đêm luôn, phải đem lên lầu làm. Ở dưới để mình đóng cửa. Mình sử dụng nói chung là những loại cao cấp nhất cho anh em chạy xe. Tại vì nhiều anh em hỏi sao không đưa mấy dòng đó lên, tại vì cái kênh YouTube mình không có nhận quảng cáo cho những cái dòng nước mát đó, cho nên mình không có quay quảng cáo cho người ta, đúng không? Mình biết mình xài thôi anh em. Đấy. Rồi bây giờ xả ra hết đi rồi chút mình châm nước vô mình quay tiếp. Rồi anh em rồi đang xả bình nước phụ, anh em thấy không? Quay soi vô, quay sáng vô cho anh em. Xả nước phụ, xả nước chính, nước phụ. Rồi xong rồi mình mới xúc cái này. Quá trình thay nước mát là quá trình rất là gian nan. Đó, thì xe mình về thay khách. Sau khi mà xả hết đó đúng không anh em, là anh em phải lấy nước lọc. Thì mình lấy nước của nước lọc này nè, mình xúc nó, thì mình lấy ra sẵn ca nè. Thì mình xúc. Bây giờ em xúc bình nước chính trước, xong rồi tới bình nước phụ. Rồi xong rồi bắt đầu mình tiếp tục thay nhớt. Thì nói chung á, đây, để mà thay nước mát và thay nhớt Z300 á, thay nước mát thì mình phải đó, tháo hai bên dàn áo ra là thay được nha anh em. Nó rất là đơn giản, không gì khó. Đó, bây giờ mình xúc cho nó nước nó hết. Rồi, được rồi. Rồi sau khi mình xúc á nha, sau khi mình xúc chứ không phải là mình để gì là xong nha anh em. Không phải là mình đổ nước vô một cái là xong đâu. Tại vì nước lọc nó còn nằm ở chổng á. Nước lọc nó còn nằm ở chổng. Thì mình phải lấy cái nước máng mà chuẩn bị mình đổ vô. Cái loại nước máng mà chuẩn bị mình đổ vô á, hiểu không? Thì mình đổ vô đây. Chừng nào bên kia nó ra màu hồng thì đúng là nó hết nước lọc ở trong. Nó ra màu hồng chưa? Nó đang ra nước trắng đúng không? Đúng không? Quay cho anh em xem rồi. Ra chưa? Chưa ra màu hồng luôn hả? Ra chưa? Chưa? Nó ra màu trắng không hả? Chưa? Rồi. Rồi khóa lại.
là nó đã đẩy hết tất cả cái nước lọc hồi nãy rồi đó, nó thay thế bằng cái nước mới của mình. Chứ mà anh em mà đổ nước lọc vô hết nha, anh em đổ nước lọc vô hết là ở trong đó nó còn nước lọc dư ở chổng á, anh em không kỹ là nước lọc dư ở chổng á. Rồi, dặn chưa? Ok, bây giờ mình châm hết cái này vô. Châm hết cái này vô nè. Làm đêm luôn để phục vụ anh em chơi xe, có xe chơi Tết. Trời, xe này 1 lít mấy luôn á. Ok không? Tại vì mình thay trực tiếp á cho anh em ở xa. Và khi mà thay nước mát như vậy là từ 15 ngàn đến 20 ngàn anh em mới còn thay lại. Hoặc là anh em nào kỹ thì 10 ngàn cây thay. Nhưng mà thay thì nó phí. Thì 15 ngàn là thay là thấy là dữ rồi đó. Rồi. Rồi bây giờ mình qua mình xúc bình nước phụ. Rồi mình đóng lại mình thay nhớt thôi nha anh em. Vậy cho nó đơn, cho nó nhanh. Chứ mình kéo dài clip nó nhiều. Cơ bản như vậy như đó là anh em đủ biết rồi để thay nước mát như thế nào rồi. Giờ xúc bình phụ nè. Tại vì cái nước nó còn nằm ở trong, anh em thấy không? Cái nước xanh nó còn nằm ở trong. Mình phải xúc cho nó sạch. Đúng ra mình phải làm dưới đất á. Thường thường anh em coi clip và thấy mình làm ở dưới không? Nhưng mà bây giờ trời quá tối rồi, phải đem lên lầu làm, tại ở dưới đóng cửa á. Dưới mình còn đóng cửa. Rồi nó ra hết rồi, thấy không? Nước trắng rồi đó anh em. Nước trắng bốc rồi nè, nó ra hết cái nước màu xanh nè. Thấy chưa? Đó, ở đây hơi hẹp anh em coi nha. Rồi. Xong rồi mình châm vô, tới đây là xong. Mình châm tới đây là xong rồi đó, xong xuôi rồi bắt đầu mình thay nhớt. Rồi, kết thúc clip. Sau khi mình thay xong hết nước mát nè, bây giờ bắt đầu mình dặn nắp lại. Thì cái đúc kết là con này nó uống gần 2 lít nước mát ha. 2 lít nước mát. Cái bình này là 1 lít rưỡi rồi. Bình này là 1 lít rưỡi. 1 lít rưỡi, 2 lít mấy luôn, ghê thật. 2 lít mấy nước mát. Uống ghê, uống gấp đôi R15. Uống gấp đôi, gấp 3 R15 luôn. Rồi bây giờ anh em mình sẽ đóng lại và anh em mình tiến hành thay nhớt. Mình phải quay trực tiếp cho, không phải cho một số anh em ở đây coi cách thay, và cho người chủ xe coi để người ta yên tâm, người ta biết là xe đã thay rồi. Chứ bây giờ nói miệng á, nói thiệt anh em bây giờ nói miệng ai nói cũng được hết á. Bây giờ mình nói xe này thay rồi hay là xe gì làm đó anh em đâu biết, đúng không? Chạy vẫn bình thường, nhưng mà mình muốn làm clip cho anh em ở xa, anh em coi anh em tin tưởng đó. Bây giờ tiếp theo là mình thay nhớt thì ốc nhớt nằm đây nha anh em. Của Z300 thì nằm đây nè, đó. Anh em xả nhớt nè. Nhớt này còn rất là ngon. Còn rất là trong luôn, nhưng mà mình vẫn phải thay. Tại vì theo lời đề nghị của chủ xe mình vẫn phải thay. Nhớt này rất là còn rất là ok. Trong lắm anh em. Nè, quay cho anh em xem nè, quay gần vô, em quay gần vô. Rất là trong luôn nha, thấy chưa? Nhớt cũ của xe nè rất là trong luôn. Trong veo luôn. Thấy chưa? Đó, rồi. Thì bây giờ mình thay, mình đổ hai bình xịn. Nói chung là một bình là trị giá 400 ngàn, hai bình là 800. Đây, hai bình nhớt. Hai bình nhớt nè, chuẩn bị mình đổ vô. Rồi. Đó, rồi thì bây giờ là mình sẽ đổ loại nhớt nha. 380 ngàn. Nói chung ở những dòng mà 300 phân khối á là mình sử dụng những cái dòng nhớt tầm 350 đổ lại là ok rồi. 400 ngàn, 380, 400 ngàn là quá xịn rồi. Đó, đang đổ vô cho chủ xe người ta coi cho nó dễ. Rồi em coi cái bạch này nha, canh ở đây nè. Đó, đổ tiếp. Con xe này bình thường ăn từ 1.8 lít tới 2 lít. Nhớt mình đổ dư một xíu không sao. Xíu không sao, nhưng mà thiếu là có sao à. Rồi, đó, chủ xe coi cho yên tâm nha. Thì nhớt này mình đi được 3.000 cây. Thì con xe này đi được 3.000 cây nữa mới cần thay. 3.000 tới 3.500 luôn. Nhà sản xuất yêu cầu 5.000 á, nhưng mà đi cỡ đó thôi, em phải canh cái này. Đó, canh đi. Nuốt hết 2 lít luôn á, chắc luôn á. Đổ hết luôn đi, nó nuốt 2 lít rồi. Ừ.
nuốt hết 2 lít luôn. Rồi xong rồi đó, đủ. Ok, vừa đủ luôn đúng không? Rồi. Vừa đủ luôn. Rồi xong, đó, rồi xong. Vậy là cái quá trình mà thay nhớt đã hướng dẫn anh em xong. Rồi thì bây giờ mình sẽ xuống, mình ráp lại và mình phủ nano nè. Thứ nhất là mình phủ nano. Rồi thứ hai là mình dưỡng lại hết. Đó, cho nó sẽ đẹp rồi mình sẽ đi giao. Nè, nó thay có một xíu thay trong đêm, làm đêm vất vả lắm anh em. Đâu, nó bị phỏng rồi nè. Nè, nó phỏng hết hai tay rồi. Làm đêm cực lắm, tại vì làm đêm không thấy đường. Bức quá, anh em mình mới làm đêm thôi, đúng không? Làm đêm kiếm thêm, lấy cái nón bảo hiểm em, nón bảo hiểm ra, ra kia đứng. Rồi kia đứng làm đêm kiếm thêm. Đó, thì phải giao kịp xe để cho anh em chơi Tết nè. Khen tiếng luôn. Rồi, bây giờ chuẩn bị anh em xem thành phẩm phủ nano và ra một chiếc xe đẹp cho anh em xem. Rồi, thì bây giờ bước cuối cùng đó, mình chuẩn bị mình phủ nano nè, anh em thấy chưa? Đó, phủ nano là dưỡng vỏ nè. Rồi xong là giao xe, anh em thấy đẹp chưa? Đó, rồi thôi bây giờ mình tập trung mình làm nha. Tập trung mình làm. Rồi lát nữa xong thì mình sẽ quay thành quả. Đó, chưa gì thấy là rất là đẹp rồi. Đó, mở đèn lên coi. Đó, soi gương được không nè, hello mọi người. Soi gương được không? Đó, thấy chưa? Đó, rồi, chuẩn bị chút quay thành quả cho anh em xem ha. Thành quả trong đêm. Đó, con này đã phủ nè, con kia chưa phủ là hai màu nó khác nhau liền. Anh em thấy chưa? Một con phủ, một con chưa phủ là hai màu khác nhau liền. Đó, thấy chưa? Vậy anh em mới biết chứ, thấy không? Con chưa phủ nè, con này phủ là hai màu khác nhau liền. Mặc dù là chung một một màu. Rồi, sẽ ra quá trình nha, quá trình sẽ đẹp nha. À, quên chứ, em đề bô ơi, con này á là móc bô, nghe rất là hay nha anh em. Bô này bô dinh nhưng mà móc, đó. Đó, nạt lên cho anh em nghe. Rồi, ok. Bô móc nha anh em, rất là đã luôn. Bô móc rồi, cái này không sợ công an đâu nha. Đó, rất là đẹp rồi, chuẩn bị quay thành quả cho anh em. We'll be right back.